Rồi thì như hôm trước cô có giới thiệu cái RSS, à nó có thành phần của bất kỳ một cái tin tức nào, trang tin tức nào thì nó cũng chứa cái RSS. RSS là nó chỉ có cái chuẩn, cái bản mà 0.9 thì nó gọi là rich size summary, bản 0.9 đến 1 thì nó gọi là RDF size summary, bắt đầu từ bản 2 thì nó gọi là really simple syndication, đúng không? Thì RDF nó là một file XML chứa các cái danh sách, các item, các bản tin. À, mỗi item thì nó chứa tiêu đề, description, link, public day, đúng không? Thì nó còn gọi là RDF fit, đúng không? Ví dụ cái này là một cái định dạng của RDF, cái này là 24 giờ, cái item của nó, còn cái này là VNExpress, một cái item của nó, chưa? Đấy. À, các công cụ các bạn đọc tin từ client thì các bạn xây một cái trình đọc độc lập hoặc một phần mở rộng, đúng không ạ? À, cái này nó là có mặt trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Đấy, kể cả trên thiết bị di động, cho nên thiết bị di động ta có thể cái trình đọc được cái các cái RDS này. Đó. Bởi vì nó cũng có một lợi thế là RDS nó tổ chức dạng XML, cho nên là bất hầu như tất cả các cái trình nó đều đọc được. Đúng không ạ? Thì bây giờ để làm được cái bài này, ta tạo activity hiển thị các cái danh sách loại. Cái bài của cô á thì cô sẽ làm như này, bài demo sẽ làm như này nè. Bài hướng dẫn á, cái bài này nè. Nó sẽ hướng dẫn như này nè. Đầu tiên là các bạn lấy cái loại danh sách loại. Đúng không ạ? Danh sách loại ví dụ thể thao hay vi tính hay là điện thoại vân vân. Đây là phân loại. Cái thứ hai là các bạn tạo mảng là lưu cái đường dẫn của các cái loại đó. Thể thao thì đường dẫn lên này, nếu bạn nào mà thích thì có thể lưu thành mảng hai chiều cũng được, nhưng mà ta làm một chiều để các bạn có thể dễ truy xuất. Còn bạn nào làm mảng hai chiều cũng được, đúng không ạ? Ok, truy xuất mảng hai chiều cũng cũng ok ha. Đấy thì cái thể thao tương ứng với này, cái này tương ứng với cái này, chạm vi tính internet vân vân. Đó, các bạn copy các cái link và đường dẫn vào. Sau đó các bạn làm click view. Click view để show tất cả các loại này. Và khi click vào lại thì ta sang một trang click view khác để ta hiển thị các item tin tức. Đây. Vậy ta sẽ nếu mà xét về bài hướng dẫn đó, ta sẽ xây dựng như này nè. Nếu mà xét cái bài hướng dẫn thì ta sẽ xây dựng theo cách như này. Đây. Đầu tiên là cô sẽ tạo cái list view. Cái list view này là danh sách loại. Ok. Game. Trong chữ để khoảng đây, cái này các bạn để là danh sách loại để đây, đúng không ạ? Sau khi các bạn danh sách loại trong cái list view này á, thì các bạn để các cái view đấy, cái item như này. Thì khi các bạn click vào một cái item, các bạn click vào một cái item này, nó sẽ sang một cái list view khác. Nó sẽ sang một cái list view khác. Cái này là đây là danh sách loại, còn cái anh này sẽ là danh sách tin tức. Ok, danh sách tin tức. Thì nó cũng có item, nó list view mà, list view cho nên nó sẽ cũng có các cái item như này, đúng không ạ? Các cái item đấy, thì click vào cái item, click vào một item này nó sang một cái view khác, một cái activity khác. Cái này là chi tiết của tin tức, chi tiết, tin tức.
Chi tiết tin tức này thì nó bao gồm là thông tin của tin rồi các thứ nó sẽ hiển thị qua đây. Được chưa? Đấy, chi tiết nó hiển thị ra đây. Đó, chi tiết rồi có thể là mô tả đây. Ok, cái này chi tiết. Đó. Là mục đích của bài này nó sẽ làm như vậy. Cái bài hướng dẫn nó sẽ làm như vậy. Thì danh sách loại này các bạn tự copy vào, không ghép về được. Cái này nếu các bạn làm này là phải tự copy vào. Copy danh sách bằng tay. Tại vì nó không có cơ chế nào ghép về trừ phi các bạn làm cào nó về. Cào nó về thì không nói làm gì, còn nếu không các bạn phải làm bằng tay. Đấy. Còn cách này các bạn dùng cái này là các bạn dùng bằng cái XML parser để các bạn ghép nó về. Đấy. Rồi click cái link đường dẫn thì nó mở ra. Cái này dùng các bạn dùng cái web view để show nó lên. Web view để show cái tin tức lên. Đó. Đấy các bạn có mấy cách. Thì bây giờ bởi vì cái này là ghép bằng tay thì cái này cũng không làm nữa, tại vì làm nó tương đối nó mất thời gian. Tại vì các bạn chỉ cần tạo cái list view, tạo cái danh sách, xong rồi các bạn đổ lên cái custom list view hoặc là một cái string list view để đổ cái đường dẫn thôi, string là được rồi, đúng không ạ? Làm nếu mà làm thì nó cũng nhanh á, nhưng không có không lâu đâu. Tại vì không có phải dùng cái custom adapter mà các bạn làm string array adapter thôi. Thì chỗ này nó chỉ có mấy dòng code rồi nó ra. Đâu rồi? Hướng dẫn đâu rồi? Đây. Nó chỉ có mấy cái dòng code thôi. Đấy, tạo hai cái mảng. Xong các bạn dùng cái array adapter dùng string đổ nó ra thôi. Là xong. Sau đấy viết một cái hàm để các bạn click chuột. Từ này nó nhảy sang một cái class khác, một cái activity khác. Đấy. Thì đoạn này là các bạn về tự làm nhé, tại vì nó cũng dễ ha. Rồi, bây giờ các bạn sang bước làm thứ hai là cô sẽ lấy ở bên này nè, nó sẽ truyền cái địa chỉ này sang. Thì bây giờ tôi coi cái địa chỉ này có rồi. Tôi không get intent nữa mà tôi sẽ fix cái địa chỉ này trực tiếp, muốn lấy cái gì tôi fix cái đó. Đúng không? Muốn lấy cái gì tôi fix cái đó. Đó. Đây. Giả sử như chúng ta sẽ lấy là trang 24 giờ hả? 24 giờ. .com.vn. .vn. Đó. Ở đây ta sẽ lấy cái RSS của 24 giờ. Đây, vào danh mục. Danh mục chậm quá rồi, cô qua trong lúc chờ đấy thì cô qua cái này, cô tạo một cái project new new một cái project. Empty cái này các bạn đặt là LT15101 RSS demo. Ok. Finish. Đây. Các bạn vào cái RSS 24 giờ. Click chuột vào đây. Cô lấy một cái đường dẫn bóng đá hay gì đó. Cô lấy cái đường dẫn là bóng đá. Đấy. Sau này cái danh mục đó, các bạn copy ở đây ra. Các bạn chỉ có ngồi copy ở đây ra. Đấy, có bao nhiêu danh mục các bạn copy hết bấy nhiêu. Đúng không? Copy chỗ danh mục này ra. Ok. Đó.
Ở đây ta lấy cái sơn lấy cái bóng đá này đi ha. Để copy link đi. Đó, copy. Copy link. Vậy là trang web này nó cũng có cái RSS là quan trọng người ta có share cho mình không ạ? Đúng rồi, nói chung là tin tức thì nó mới có thôi nha. Hầu như tin tức thôi, chứ còn trang web cá nhân là những trang web khác họ không có đâu. Tin tức thôi nha, vì nguyên tắc của tin tức là họ phải public cả cái tin này ra. Và các bạn có quyền chia sẻ. Cái này cái nào họ public ở đây là các bạn có quyền chia sẻ. À, chỉ mình ghi cái nguồn thôi. Chứ còn đã public lên các bạn có quyền chia sẻ ha. Còn nếu mà dữ liệu ở một trang khác á mà các bạn muốn lấy thì các bạn phải dùng cái kỹ thuật gọi là crawl. Tức là cào á, giống như kiểu cái móng vuốt á, đó các bạn cào nó xuống. Đây. Lấy cái đường dẫn. Ok, sau đây đây CDN. CDN 24 giờ. Rồi copy anh này. Rồi. Chưa xong. Chờ xíu. Đây nếu VN Spread thì các bạn sẽ lấy được cái gọi của VN Spread. VN Spread .net. Đấy, cái thằng này nó cũng có RSS của nó. Nói chung là các cái trang tin tức là nó phải có cái RSS này. Cô Bắc yêu cầu người dân không ra khỏi nhà. Khi nào coi lại clip này là các bạn sẽ nhớ lại một cái thời, đúng không? Virus. Virus cái RSS nè. Đấy, đây mình như trang chủ. Đấy, thời xưa cái RSS của nó đây. Đấy. Phải XML thôi. Đây các bạn cũng có thể cắt đôi C để lấy nó. Xong ha. Rồi các bạn tạo một cái file Java. À có rồi. Tôi để ở main activity luôn. Đúng không? Ta để cái RSS của ta là string. String. Cái RSS đặt là gì? Đặt là địa chỉ RSS. Cái này làm viết này nếu các bạn copy các thứ nó đỡ bị lỗi. Đây, các bạn có thể gán trực tiếp anh này luôn. Ủa? Có hết tài. Đây, Ctrl C Ctrl V. Đấy, nó là cái địa chỉ này. Ok, chấm phẩy. Thay vì ta lấy ở bên cái activity của tiếp kia qua thì các bạn lấy trực tiếp ở đây. Được chưa? Rồi. À, thì bây giờ ta phải làm những cái bước như sau. Muốn lấy được tin tức ở trên này xuống thì ta phải làm gì? Đây, ta có hướng dẫn nha. Đây. À, rồi lấy cái địa chỉ rồi để đó đã. Để tót địa chỉ ra xem nó ra đúng chưa. Đúng không? Thôi cái này để đây đã ha. Để đây đã, cái này không có làm gì cả. Bây giờ ta làm này. Hiển thị danh sách tin theo thể loại. Bây giờ hiển thị danh sách tin. Thì bây giờ ta phải tạo cái item để lưu trữ cái tin. Tại vì tin của ta nó gồm nhiều cái thuộc tính. À, đây nhá. Đây, tin của mình á, nó sẽ là một cái đối tượng. Mỗi cái item. Đây. Nó gồm nè. Một cái item đây, một cái item này. Nó gồm là title nè, description nè,
public day nè, link nè, UID nè, ID của nó nè, vân vân. Đấy, comment. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là ta sẽ lưu trữ cái item của nó, một cái item của nó, đúng không ạ? Thì ta cần lưu trữ gì ta khai vào cái đấy. Trong trường hợp này ta lưu trữ là bốn cái thuộc tính: title, description, link, public date. Thì cái này tôi để trong cái thư mục, trong cái class item. Class item còn gọi là class cơ sở nhé các bạn. Đấy, cô tạo class item ở đây. Đâu rồi? Sẽ bị gì ta? Nó bị đỡ cái cơ ấy ta. Item lắc quá rồi. Item này có tắt bớt đi nha. Cái này có hai cái, có tắt một đồng chí này, cái này có tắt luôn rồi. Ok, nó có là private string, title rồi private string, description. Ok, đúng không? Đặt đúng chưa? Rồi link, string link. Và cái này là để string luôn, update private string, update public date. Các bạn cũng getter setter cho nó thôi, click chuột phải, generate getter setter, ok, click chuột phải, generate constructor, ok, rồi click chuột phải, generate constructor, không đổi số ha, ok, xong chưa? Item đấy, vậy thôi, đi chắc như vậy ha. Rồi, đây, cái này là bất đồng bộ ha. Ta phải tạo một cái lớp bất đồng bộ này để ta get dữ liệu về. Ok, cái này được con gọi được là xử lý luồng thread ở trong Android. Nếu bạn các bạn học kỹ Java 2 á, thì các bạn sẽ thấy là trong Java 2 có xử lý cái thread, cái luồng. Thì thread xử lý luôn ở trong Java 2 là nó gồm là các bạn sử dụng cái lớp là lớp gì nhỉ? Lớp thread, hoặc là một cái implement, một cái interface là runnable, đúng không? Runnable. Thì ở trong Android nó vẫn dùng được ở trong Java. Bởi vì bản thân nó là sử dụng cái ngôn ngữ lập trình Java, nó vẫn dùng được hai cái lớp đấy. Ngoài ra trong Android nó bổ sung thêm cho các bạn một cái lớp là lớp asyntax. Asyntax là xử lý bất đồng bộ, giúp các bạn xử lý bất đồng bộ. Thì vậy asyntax nó có ý nghĩa gì? Hôm trước cũng nói sơ sơ rồi, tức là khi các bạn mà lấy input dữ liệu, tức là input output á, lấy dữ liệu từ trên internet xuống hay là ở một đầu vào nào đó, bất kỳ nào đó, thì các bạn muốn để xử lý cái công việc, các cái task mà nó không bị ảnh hưởng bởi cái dữ liệu đầu vào á, thì các bạn thường phải để trong cái asyntax xử lý bất đồng bộ. JavaScript có xử lý bất đồng bộ luôn nhé các bạn. Thì nếu như mà các bạn mà không xử lý bất đồng bộ thì nó sẽ gây ra các cái lỗi. Nhiều cái lỗi, ví dụ như có cái lỗi là ví dụ như cái công việc này các bạn xử lý chưa xong, nó bắt buộc nó phải chờ. Nó chờ thì các cái tính năng khác nó sẽ bị ảnh hưởng, nó không được thực thi và nó sẽ gây bỏ lỗi. Cho nên là trong cái khi các bạn download dữ liệu từ trên mạng xuống thì những công việc khác nó làm cứ làm, nó không ảnh hưởng đến cái này, gọi là bất đồng bộ. Còn đồng bộ là cái gì? Ý nghĩa của đồng bộ là các bạn phải chạy hết hoặc là get hết toàn bộ cái dữ liệu về, xong công việc khác là mới thực hiện sau, đúng không ạ? Thực hiện tiếp. Đấy, thì những cái dữ liệu kiểu này các bạn bắt buộc phải xử lý bất đồng bộ. Và trong cái tình huống này nếu không xử lý bất đồng bộ thì code là lỗi. Một code lỗi thì còn gì để nói, đúng không ạ? Không cho.
được chưa? Đấy, bây giờ tao một cái luồng của tôi, xử lý của tôi, và luồng này được xử lý một cách bất đồng bộ, đúng không? Ok, ta tạo một class tên là My Syntax đã, chưa? Extend cái Syntax. Đấy, Syn. Các bạn làm sau này làm với dữ liệu nhiều, các bạn sẽ thấy là xử lý bất đồng bộ nhiều lắm các bạn. Nhất là khi các bạn làm việc với Internet, Cloud rồi các thứ. Ok, thì chủ yếu là xử lý bất đồng bộ. Rồi, ta làm thôi. Ok. Ở trong cái lớp syntax thì nó bắt kế thừa cái do in background và một cái là on post sql. Đây, ta dùng cái này do in background thì tất cả những cái gì xử lý phía sau, tức là lấy dữ liệu cái tật mọi thứ thì ta sẽ làm ở trong do in background. Còn cái do on post sql tức là post, tức là xử lý sau, hầu xử lý, tiền xử lý là pre, còn hầu xử lý là post. Tức là khi cái phần doin background này xử lý xong rồi thì tôi muốn xuất dữ liệu, hiển thị dữ liệu thì ta sẽ làm ở đây. Ok. Đấy, thì ta có là class syntax, tạo nha. Tạo thêm một class mới, new class. New Java class. Đặt tên là my async thì viết đầy đủ là có chữ c. Task asynchronization đó. Đây. À, kế thừa extend. Kế thừa là syntax. Đấy, syntax. Đấy, ba cái đối số ta là cái này là cái generic ha. Để void. Tức là ta không truyền cái gì vào hết. Đúng không ạ? Và các bạn thấy nó bị lỗi bởi vì nó cần phải implement cái do in background. À, và ta gọi thêm một cái phương thức nữa là phương thức là on post sql. Chưa? On post sql, post sql. Đấy, on pre là xử tiền xử lý trước, on post là xử lý sau. Đúng không ạ? Đây, ta xử lý sau thôi. Rồi hầu xử lý con dữ liệu thì ta sẽ lấy ở đây. Ok. Rồi. Ta viết cái gì đây? À, ok. Viết cái gì đây? Đây nè. À, context là link nè. À, ta sẽ hứng nè, như nè. Cái này nó mắc cười lắm. Cái này là thế này. Thế này. Cô lại phải vẽ lại cho các bạn cái nữa. Các bạn nhìn nhá. Bây giờ làm sao để sử dụng nó? Làm sao để sử dụng anh này? Thì trước khi cô phân tích cái code này nhá, thì cô xem cái sơ đồ nó hoạt động như này nè. Thì để sử dụng my syntax này. À, thì ta ở trong cái phần mà cái main activity á. Bỏ cái này sau nhá, cái này xử lý sau. Cái phần main activity. Đâu rồi? Cái phần main. Từ từ nhá, đây. Trong cái phần main activity gọi tới nó. Đây. Hàm on create nè. Đây nha các bạn. Trong hàm on create viết thêm cái hàm này. Các bạn nhìn nhá, nhìn cách cô viết nè. À. Vậy là ở trong hàm on create, cái này chưa viết vội ha. Vậy trong hàm on create ở đây. Cô bỏ cái này đi trước. Được chưa? On create này. Thì ta viết cái gì bây giờ? Ta viết cái gì bây giờ? Thứ nhất là ta viết cái my syntax, gán dữ liệu bằng new my syntax. Đúng không? Chưa? New my syntax. Chưa? Đây, my syntax. Này, có thể là my syntax đi. À, tab đi. Đó, gán bằng new. À, my syntax. Sau đó các bạn sql. Cái task.sql. Sql. Được chưa? Ok. Đấy, .sql.
Thì bây giờ quay lại nhé, quay lại nè. Vậy bây giờ nhá, bên này nó chỉ thực hiện vậy thôi, nó chỉ gán như vậy thôi. Vậy thì cái tương tác đấy như thế nào nhá, nhìn nào. Bây giờ cô lấy dữ liệu ở trong MyStack, dữ liệu các bạn sẽ get về đây, dữ liệu get ở đây, get về ở đây. Dữ liệu get về ở đây nó trả về cái danh sách, giả sử nó trả về một cái array list hay là một cái mảng dữ liệu nào đó, đúng không? Hay trả về, giả sử như trả về array list, trả về array list. Thì khi trả về array list ở đây thì làm sao mà đẩy được ra ngoài cái giao diện này, trong khi giao diện nó nằm ở đây. Ok, trong khi giao diện nó nằm ở đây. Bây giờ tôi get một cái giao diện đây. Tôi khai báo một cái list view ở đây. Đây, linear layout. Đấy, các bạn thấy đây, cô sẽ khai báo cái giao diện ha. Cái này là cái gì ạ? Cái này là orientation vertical. Thì ở đây tôi thay cái list view, tôi thay bằng cái này bằng cái list view. Ok, list view, đúng không? Match parent luôn ha. Match parent, ok. Đấy, tôi để một cái list view ở đây. ID. Đây, list view. Ok, list view tin tức đi. Ok, được chưa? Đấy, tôi đổ đây. Vậy thì khi tôi đổ một cái list view ở đây, thì ở bên này các bạn mà muốn tham chiếu từ nó, có phải là các bạn sẽ phải gọi nó không? List view. List view sẽ gắn bằng cái này, có phải tôi sẽ khai báo nó đúng không? Đấy, thì ta gọi là list view gắn bằng file view by ID. Đó, chỉ có thế thôi. Error.id.list view tin tức. Vậy thì làm sao cô có thể add cái dữ liệu ở trong cái MySyntax lên đây được? Đấy, thì đó là một cái vấn đề, đúng không ạ? Thì nó sẽ có cách xử lý, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý, được chưa? Đây, chúng ta quay lại cái MySyntax này, được chưa? Vậy cái dữ liệu đấy tôi có nào, một là cái địa chỉ, làm sao tôi lấy được cái địa chỉ, thứ hai làm sao tôi đổ lên dữ liệu lên list view, đúng không ạ? Thì hai cái này nó nằm ở main activity mà tôi gọi thông qua anh này, được chưa? Đấy, thì ta sẽ làm như sau. Đấy, ta quay lại anh này, đúng không? Đây, ta quay lại cái máy syntax. Đây, ta quay lại cái máy syntax. Đâu rồi? Ok, tên. Đây, máy syntax. Thì đầu tiên thì tôi phải có một cái URL đường dẫn. Tôi muốn get ở trên mạng xuống thì tôi phải có đường dẫn, đúng không ạ? Đường dẫn. Tôi có bằng URL bằng new URL, đúng chưa? Đây, ta sẽ có là URL bằng new URL. Cái link này đâu ra? Cái link này có phải khai báo ở trên để lấy về, được chưa? Cái link string link. Đấy, link này gắn bằng gì? Cái này phải bỏ trong try catch các bạn nhé, không bỏ trong try catch là lỗi ạ. Cho nên tôi cứ try catch trước đi. Catch. Exception. Ok, x. Đó. X.print stack trace để nó báo lỗi. Ok. Rồi. Phải để try catch ha. Rồi các bạn nhìn nào. Rồi bây giờ cái link này lấy đâu ra? Cái link này tôi phải móc từ bên kia sang. Vậy thì tôi phải truyền dữ liệu vào. Truyền dữ liệu qua đâu? Tôi truyền dữ liệu qua đây. Thì có phải tôi phải truyền cái link đây đúng không? Tôi phải truyền cái này là string link đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ truyền cái gì đây ạ? Ta truyền cái địa chỉ. RSS vào đây. Được một cái link. Được chưa ạ? Được cái link. Thì ở đây ta sẽ để là ta tạo một cái constructor ở đây. Ta tạo constructor ở đây là public. My syntax ta có đối số là string
Search vậy đó, ta sẽ có là gì đấy ạ? Link dit.link sẽ gắn bằng cái search ta truyền vào, chuỗi ta truyền vào đây, đúng không các bạn? Và các bạn mong muốn mà để cho rõ thì các bạn đặt cái tên nó giống giống cái này này, để các bạn khỏi bị nhầm lẫn. Các bạn không hiểu cái search là gì thì ta truyền cái địa chỉ RSS vào, ta truyền địa chỉ RSS vào cho link, xong chưa? Ok, rồi tiếp nào. Nếu mà truyền xong rồi thì ok, ok, được chưa? Thì bây giờ nè, bây giờ tôi sẽ muốn khi tôi lấy dữ liệu về, thì tôi sẽ phải trả về một cái array list, đúng không? Để làm việc, nếu mà muốn tốt thì muốn làm gì á, hay là muốn làm việc với dữ liệu thì ta thường sẽ phải dùng tới cái context ở trong này trước, cái nào dùng context. Nhưng mà ví dụ các bạn muốn tốt hay cái gì để đưa context vào thì các bạn phải đưa context. Muốn nó tốt ra chẳng hạn thì các bạn có thể truyền context. Cái này các bạn tùy nhá, đối số cần dùng thì đưa vào, không cần dùng thì thôi. Cho nên chỗ này nếu chưa dùng ta không cần đưa vào. Được chưa? Tạm thời để đó. Rồi, thứ hai nữa là list view. Tại sao tôi phải đưa list view vào? Bởi vì như này. Cái này chưa hiển thị đâu, cái này chưa. Chưa dùng tới cái list view. Nhưng mà tí nữa, cho nên chỗ này thôi. Ta không nói cái list view vội, cho nên tôi xóa cái list view đi. Ok, cho nên tôi truyền một cái thôi. Đấy, cô bổ sung code từ từ thì các bạn nhìn nhá. Ok. Rồi, sẽ truyền list view đấy, thì nó ta truyền sau. Đúng không ạ? Rồi, xong. Vậy tôi có cái đường dẫn rồi. Đường dẫn làm việc rồi. Thì bây giờ ta sẽ lấy dữ liệu ra sao? UOL connection bằng open connection. Connection. Connection bằng ul.open connection. Okay. Rồi tiếp ta tạo một cái input stream để lấy cái là tạo cái luồng vào. Tạo cái input stream. Input stream Java IO. Đó, input stream gắn bằng connection chấm get input stream. Get input stream chưa? Đấy, luôn vào. Bây giờ ta đọc thôi, đọc dữ liệu vào, đọc dữ liệu vào, được chưa? Để log ra thì cái chỗ đọc dữ liệu này nè, thì cái này là đọc, các bạn gắn vào buffer, xong các bạn gắn vào từng dòng rồi các bạn đọc từng dòng ra thôi. Thì tuy nhiên là tôi sẽ bỏ qua đoạn code này, tôi sẽ đọc dữ liệu ra kiểu khác, tôi sẽ đọc dữ liệu ra và gắn vào array list luôn. Thì cái này ta sẽ làm sau ha. Ta sẽ làm code sau. Cho nên chỗ này cô để bỏ đây đã. Chỗ này cô cũng chưa viết gì cả, để đây đã. Được chưa? Vậy ta sẽ vừa có một cái file my syntax thì ta bổ sung tiếp nha các bạn, viết chưa xong. Đấy, ta luồn vào tiếp dữ liệu được đổ ở đây. Được lấy ra ở đây. Đúng không? Ok. Đây, cô bỏ dòng này đi. Ok. Đấy, trả về release các thứ, bỏ dòng này đi. Ok. Đấy. Thì nó viết ha. Rồi ta quay lại bài nè. Rồi, bây giờ làm sao mà để lấy được dữ liệu trên XML về mà các bạn đọc ra đúng cái định dạng XML. Cái này là chỉ cái chuỗi thuần thôi, không phải định dạng XML. Bây giờ ta muốn lấy cái dữ liệu về thì ta phải phân tích XML. Tại vì dữ liệu của ta là cái dữ liệu này dữ liệu thô, chuỗi thôi. Cái thô thôi, nó không có gì hết. Dữ liệu này đọc nó không ra, nó là ra các object. Thì bây giờ tôi muốn đọc ra cái dữ liệu, tức là từng cái dữ liệu một. Các bạn quay lại cái này, được chưa? Thì cái file, cái đoạn này là item, này là một cái đoạn, là một cái item ở trong cái file XML. Thì các bạn phải phân tích để các bạn lấy được cái dữ liệu này các bạn. Thì ta gọi là phân tích XML là vì vậy đó. Đấy, ta lấy từng cái dữ liệu một. Để ta phân tích làm sao ta lấy title, ta lấy description, ta lấy được public date đúng chính xác luôn. Ta lấy từng cái một thì ta dùng cái phân tích dữ liệu, phân tích XML. Hiểu không ạ? Phân tích XML. Thì có hai cách để các bạn phân tích XML. Cách thứ nhất là dùng cái sạc handle. Dùng cái sạc handle. Đó. Hai cách thứ hai là dùng DOM. DOM handle. Dùng DOM thì ở trên mạng các bạn search nhé, cái này cô không có làm.
thì các bạn search cho cô cái DOM á, để cái phân tích bằng DOM á, thì nó có thể nhá, các bạn cảm thấy nó dễ hiểu hơn, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn làm theo DOM cũng được, làm theo sạc cũng được, hai cách. Đó, các bạn hiểu cách nào các bạn làm cách đấy. Đó, thì các bạn cái đấy là về các bạn từ phần từ làm ha. Bây giờ cô sẽ dùng cái sạc handle này để cô phân tích cái dữ liệu này. Ta sẽ phân tích như sau. Ta tạo một cái máy sạc handle kế thừa default handle. Đó. Đây, ta sẽ có là có ba cái phương thức, một là phương thức character, phương thức thứ hai là add any element và phương thức sạc start element. Thì cái này nó sẽ là phân tích như thế này các bạn. Giả sử các bạn có một cái file XML thì start element, cái start element là nó đọc start element là nó đọc bắt đầu từ cái thẻ đây, một cái đường dẫn này, rồi local name đưa vào cái này ha, rồi nó đưa vào một cái attribute, nó đọc bắt đầu từ cái thẻ đầu tiên. Tức là nếu nó gặp cái anh là item thì nó đọc, nó sẽ phân tích nha, nó đọc hết, đọc khi nào nó gặp cái item nó dừng. Còn any element thì nó ngược lại, tức là nếu nó gặp cái cuối, bất kỳ một cái cuối nào đấy thì nó đọc ngược dữ liệu lên. Giả sử như tôi gặp cái link thì nó sẽ đọc ngược lên cái thẻ link và nó lấy cái dữ liệu này ra đấy, và end và start nó ngược lại như vậy. Và có một cái method cũng rất rất quan trọng, method này cực kỳ quan trọng, đó là method character. Method này nó để trả về cái chuỗi nha, character của chữ S nè, thì nó gọi là chuỗi, hay ta gọi là mảng các ký tự, nó bắt đầu từ start đến end. Có nghĩa là nếu các bạn mà chạy từ, nó bắt đầu nó duyệt từ cái description đến description này, thì nó trả về tất cả những cái chuỗi nằm trong khoảng này. Đấy là dựa vào cái anh mà characters, đúng không? Rồi coi cái ai thấy chưa, có thể nhiều bạn sẽ khó hiểu chỗ này, nhiều khó như cái hàm này, nhiều bạn khó hiểu. Rồi đây, có thể nhiều bạn khó hiểu, nhưng các bạn cứ hiểu như này nè, một cái start element nó đánh dấu cái thẻ đầu tiên, nó đọc ngược xuống dưới. Còn element là nó đánh dấu từng thẻ từ dưới trở lên. Và cái này sẽ trả về một cái chuỗi ký tự, tức là ta hiểu nó là cái value ở giữa hai cái thẻ, thẻ mở và thẻ đóng. Rồi, bây giờ nhé, trong cái start handler này, sạc handler này nè, ta tạo một constructor. Đâu rồi, ta tạo một constructor là item, đúng không ạ? Tạo array list new item, tạo cái này. Rồi tôi làm từng bước một, rồi tôi phân tích từ từ các bạn coi nha, không có rối. Rồi bây giờ ta new một cái tiếp là máy sạc handle ha, new một class máy sạc handle. Chết cha, người nó ngứa không biết con lấy không ta. Máy sạc handle. Ok, anh nào anh extend cái default handle, default handle. Ok, nó là cái org xml sạc handle, sạc helper, đúng không ạ? Anh này các bạn sẽ có ba cái method, một cái là character, một cái là start element, một cái là end element. Ok, đó, ta có ba, 1, 2, 3 cái phương thức này. Bây giờ ta đi làm cái này. Đầu tiên các bạn tạo cái này, máy sạc handle, tạo một cái array list để lưu trữ cái dữ liệu ha, array list item. Thì có phải là ta, mục đích của ta là khi ta phân tích dữ liệu để ta đẩy dữ liệu vào, đúng không? Đấy, đẩy dữ liệu vào một cái release vậy thôi.
Đấy, tại vì phân tích ta phân tích là phân tích theo cái item á. Chúng ta dùng cái array list item. Array list đấy item. Item. Được chưa? Item. Được chưa? Rồi đến item. Ta đặt cho nó là item tạm. À, tại vì trung gian. Item. Item tạm. Biến trung gian đúng không? Rồi tiếp đến cái string là chuỗi tạm. Cũng là một cái chuỗi trung gian. Và boolean vào item, tức là mình xác định cái điểm vào đầu tiên gắn bằng phone. Nếu mà nó làm nó xác định là đầu vào, nó gắn sẽ là ngược lại là true, đúng không ạ? Boolean vào item, vào item gắn cho là bằng phone. Đầu tiên là nó chưa vào, chưa set đầu vào, ta gắn nó phone. Rồi bây giờ tạo một cái constructor là my sạc handle. My sạc handle, tạo constructor để khúc lịch đi ha. Rồi khởi tạo cái item gắn bằng new array list. Array list. Ok. Đấy, xong. Get item. Thì cái hàm get item này trả về là item. Trả về cái danh sách array list này. Viết một cái phương thức là public array list item. Item. Đó, cái này là get item. Đấy, trả về return, return cái item. Ok. Đấy, return cái item này. Cái get item này là các bạn khoan, từ từ. Get item. Ok. Array list item, đúng rồi, nó bảo lỗi gì? Return outside method. Tôi return outside. Xin lỗi, cái này thiếu cái method. Đấy, nó bảo lỗi ngay thấy không? Thiếu cái móc tròn, nó bảo lỗi ngay. Ok. Rồi xong. Tức là cái này ta sẽ được gọi vào ở cái một cái phương thức khác để nó trả về danh sách ta lấy được ha. Cái này chưa dùng đâu. Rồi, bây giờ ta xem nào. Ba cái phương thức này mới quan trọng nè. Đấy, ba phương thức rồi đây. Ở start element này các bạn, ta sẽ viết như sau. Nếu là query name là cái này. Được chưa? Query name tức là cái thẻ các bạn lấy vào á. Được chưa? Cái chuỗi đúng không ạ? Cái này lấy vào nếu nó là bằng cái item. Cái thẻ lấy vào bằng item tức là bằng cái này các bạn ạ. Thấy không? Thấy item chưa? Đó, nếu nó bằng item thì item tạm sẽ được khởi tạo, ta khởi tạo một cái item tạm và vào item này được gắn bằng true, nghĩa là nó đã nhảy vào đầu vào rồi. Bây giờ tôi bắt đầu pass, hiểu không ạ? Tôi bắt đầu phân tích đúng không? Tôi pass sơ. Đấy, khi nào tôi nhìn thấy cái thẻ item thì tôi pass đúng không ạ? Nếu mà tôi sang một item khác thì tôi lại pass một cái khác. Được chưa? Tôi vào tôi duyệt từ trên xuống dưới mà. Tôi nhìn thấy cái anh này là tôi pass. Được chưa? If đây tức là bắt đầu một cái item đó. Đây start element đúng không? If cái đầu vào nè. Đó, thẻ nè, query name. Cái này các bạn là nếu các bạn chấm equal equal no case tức là không phân biệt chữ hoa chữ thường. Cái này nếu nó bằng item. Đúng không ạ? Thì các bạn bắt đầu path item tạm. Item tạm thì khởi tạo một cái item thôi. Khởi tạo một cái item thôi. Đấy, item này chưa được khởi tạo, ta khởi tạo một cái item thôi. Item tạm sẽ gắn bằng new item. Đấy. Thì khi khởi tạo như này nó sẽ tạo một cái vùng nhớ. Đó, nó khi đấy mới con tròn nó mới khắc nôn được. Không thể nào bằng nôn mất. Và cái vào được xác định luôn, cái vào item gắn bằng chung. Đúng không ạ? Vào item gắn bằng chung. Tức là nó đánh dấu nó đã bắt đầu
một cái item, một cái chuỗi, một cái đoàn, một cái để các bạn để phân tích, đúng không ạ? Để phân tích đó, đó là đầu vào nha, tôi đánh dấu rồi. À, rồi bây giờ tôi đánh dấu tiếp đến cái phương thức là an item. Đây, coi cái an item nha. Đây, nếu cái này, nếu cái quy name mà bằng item, à thì nó sẽ add cái item này vào item tạm. À, cái này là xác định đến cuối. Vậy thì từ từ ta sẽ làm như sau. À, đây ta sẽ làm như sau. Nhìn nhá. Bây giờ nè, ta chưa đọc cái này vội. Đây, start item 2. Đây, đây nhìn nè, đây, đây nè. Cái anh này nè, anh này anh xử lý nè. Anh đánh xử lý nha. Khi mà vào item bằng chu thì nó sẽ tạo một cái chuỗi tạm. Chuỗi tạm bằng new string ch chuỗi start và len. À, start và lấy độ dài là len. Có nghĩa là sao? Khi đầu vào là chu thì nó sẽ lấy cái chuỗi tạm này. Đúng không ạ? Đấy, cái chuỗi tạm nó sẽ gán bằng, à, đâu, từ từ, tôi phân tích ở dưới rồi. Item 8. Rồi, ok. Đây. Rồi, đây. Thì cái này có nhiệm vụ là anh đọc cái gì? Anh đọc một cái chuỗi, bắt đầu từ vị trí bắt đầu đến cái độ dài của nó, đúng không? Đến độ dài của nó, nó gắn với chuỗi tạo. Rồi nha, anh này thì làm một cái nhiệm vụ riêng. Bởi vì thế này nè, các bạn sẽ không hiểu nó theo cái cách gọi là một cái logic từ trên xuống dưới, tức là nó phải for, if, else. Bởi vì là cái này là mỗi cái hàm nó sẽ có một chức năng xử lý riêng của nó rồi. Nó chức năng của xử lý riêng của nó nha. Thì anh chỉ có nhiệm vụ là cứ thấy cái này đầu vào chu thì nó đọc, nó kiếm được cái start, nó đọc cái start này gắn với chuỗi tạm. Đó là nhiệm vụ của nó. Rồi, bây giờ ta set là cái hàm anElement này, nó làm cái gì nè. À, nghĩa vụ của anElement là nó kiểm tra cái thẻ cuối cùng. Vậy nếu nó đọc thấy thẻ item, có nghĩa là nó đọc đến đây nè các bạn. Nếu nó đọc cái thẻ item, nó đọc đến thẻ đóng. Tại vì anElement nó đọc ngược từ dưới lên mà, nó đọc thấy thẻ đóng. À, nó đọc nếu nó thấy element, có nghĩa là cái việc đọc của tôi đã đọc xong. À, có nghĩa là việc đọc của tôi đọc xong và những cái này đã được part rồi, đã hoàn thành. Khi hoàn thành rồi thì nó sẽ add vào item. Nhưng bây giờ nè, nếu tôi đọc chưa xong, ví dụ như cái an element của tôi không phải là item ở dưới mà an element của tôi là title, thì nó sẽ có nghĩa vụ là item tạm, nó set cái item tạm. Đây, item tạm nó set cái dữ liệu nè, set title lấy cái chuỗi tạm. Chuỗi tạm là chuỗi này. Đấy. Vậy thì khi nó đọc cuối này, nó về cuối, thì nó lấy dữ liệu từ cái trên này mọc xuống. Đấy, trên này nó có làm nhiệm vụ đọc vào chuỗi tạm. Cứ thấy thẻ là nó đọc vào chuỗi tạm, thấy thẻ nó đọc vào chuỗi tạm thôi. Đúng không ạ? Vậy khi nó thấy thẻ title thì nó đọc vào chuỗi tạm. Và ở đây nó, nếu như kết thúc là chuỗi title thì nó đọc vào cái chuỗi tạm. Nếu kết thúc là description, nó đọc vào description. Nếu kết thúc vào link, nó đọc vào link. Nếu có kết thúc vào update, nó đọc vào update. Và nếu như kết thúc là item thì có nghĩa là đọc hết rồi, đọc hết cái update rồi, đọc hết rồi thì nó đọc tới item. À, chỗ này tôi không xử lý cho nên bỏ, đúng không? Chỗ này tôi không xử lý, link có xử lý nha, còn cái ông này, cái guy này không xử lý, cái này không xử lý, nó bỏ. Thì tôi đọc đến item thì có nghĩa là đọc hết rồi. Đọc hết thì có nghĩa là những cái này đã xử lý xong. Vậy cái item tạm này đã có rồi, đúng không? Item tạm này đã được đọc dữ liệu vào hết rồi. Thì khi nó đọc đến item thì nó set cái item tạm này add vào cái array list. Add vào array list. Ha? Hiểu chỗ này không? Hiểu không các bạn? La lớn như coi. Ơi. Hiểu không? Hả? Đọc từ trên xuống dưới dựa trên cái element name. Dựa trên element name, chính xác. Hiểu không?
Dạ có. Hiểu. Hiểu, ok, hiểu tốt, tuyệt vời. Đấy, vậy thôi. Vậy các bạn viết ba cái hàm. Mỗi cái hàm nó sẽ làm một cái chức năng của nó, nhiệm vụ của nó. Vậy ta sẽ đọc ra như sau. Đây, character đâu? Character. Đâu, đây, character đây đúng không? Thì ta sẽ có là ông character của cô là sẽ là gì đây? If vào item và chú, nó chỉ miễn vào thôi. If vào item là bằng bằng chú thì nó sẽ không cần bằng bằng cũng được ha. Thì có là gì đấy ạ? Chuỗi chuỗi tạm sẽ gắn bằng new string đưa vào. Tại sao phải new string? Tại vì cái CH của ta là mảng ký tự, mảng ký tự mà muốn đưa vào cái chuỗi string thì nó phải dùng cái new string đúng không ạ? CH đưa vào phải start len đó, đó là vai trò của anh này. Rồi tiếp nào, vai trò của anh em này thì anh kiểm tra if cái này quy name cái này mà chấm equal y của nó cái item. Item ở đây là item kết thúc nha, item ở trên này là item bắt đầu. Anh này là đọc cái bắt đầu, anh này đặt cái kết thúc. Nếu nó đã kết thúc rồi thì ta sẽ gán là gì đấy ạ? Item chấm add. Item tạm vào. Ok. Còn ngược lại chưa kết thúc thì ta sẽ làm từng cái một cho các bạn. Cũng if Qname chấm equal equal no case, như cái này là title thì nó sẽ gán vào, gán lấy cái chuỗi tạm gán vào đúng không? Item tạm gán vào set title, item tạm chấm set title đó. Cái này là chuỗi tạm. Ok, copy thôi đúng không? Copy thôi, elif. Bốn bốn cái đúng không? Lấy cho giống quá nha, giống quá lỗi ạ. Description cái này là set description, cái này là title description link link. Date. Đấy. Public date. Vậy thôi. Được chưa? Ok, ta viết xong cái này. Cái lớp để phân tích đúng không? Mai sạc handle. Đấy, bây giờ ta path nè. Bây giờ khi nãy là sạc để phân tích dữ liệu, bây giờ ta mới path dữ liệu nè, parser nè, mai sạc parser nè. Tạo cái mai sạc parser, lý do tại sao tôi để static. Cái lớp static á, để tôi sau này tôi dùng á thì tôi chỉ cần gọi tên lớp thì chấm thôi đúng không ạ? Một lớp static thì tất cả phương thức của trong nó đều static hết đấy. Ok, giống như cái hàm mát chấm sqrt của ta, cái mát người ta static hết đúng không ạ? Khi gọi thì tôi chỉ cần ở đâu gọi cũng được, mà tôi chỉ cần gọi là bấm lấy tên của class chấm cái tên phương thức chấm cái nó ra. Đó. Ok. Đó là một cách để xét cái biến toàn cục luôn nha các bạn. Ok. Đây. Mai sạc parser tạo một cái static class.
new Java class my sack parser. Ok. À, cái này các bạn để static. À, nếu như mà cái này mà để static á, thì các lớp trong các bạn mà không để static thì nó lỗi ạ. Đây, coi lỗi gì. Đơn trở vào nha. Modifier stick not allow here. À, không allow here thì allow ở đâu? My sạc passer. À, tôi để đâu? Tôi để đây mà. Allow bình thường. Lỗi gì? Kệ nó đi. Rồi, ta coi nha. Cái này ta để làm việc public. Public void. ABC gì đó ha. Ok. À, thì cái này các bạn bắt buộc cái này phải là static. Chưa? Đây. Tại sao này lỗi? À, tại sao lỗi? Không, sao lỗi được? Lỗi được kỳ cục. Sao lỗi? Ấy, ấy, ấy. Sao lỗi? Lỗi kỳ. Tạo class myself parser static. Ơi ơi, cái này lỗi gì? Từ từ nha. Make create test create subclass. Tại sao lại not static các bạn nhỉ? Rồi, nghĩa là cái version này nó không cho các bạn để static. Từ từ, tí nữa cô search cái này các nhà. Tại sao không cho để static chỗ này? À, có thể là cái version mới nó lỗi ạ. À. Nó không cho để nữa. Tại vì là các bạn phải biết là mỗi cái API của nó. À, ví dụ như SDK nó tăng lên thì nó có một số thay đổi ha. Có thể là nó sẽ hạn chế cái chỗ để static ở đây. Để class static ở đây. Đúng không ạ? Ok. Thì cứ không để thì cô bỏ static đi ha. Sao nó? Ai có ý kiến gì không? Ai nói gì không? Rồi cái này tôi search lại xem cái version mới nó có bị cấm bị cho bỏ cái này không nha. Rồi. Bây giờ nè. À, cái static này. À, cái này trả về là array list. À, XML parser. Đúng không ạ? Đầu vào ta sẽ truyền vào cái input stream. Thì input stream này nè, thì tí nữa ta sẽ truyền vào đây này các bạn. Ở syntax nè. Đó, ta lấy cái input stream này ta truyền vào. Hiểu không ạ? À, ta lấy cái input stream này truyền vào. Đấy, my sạc parser. Cái này ta sẽ trả về cái gì đây? Là một cái danh sách, một cái array list, đúng không? Item. Đây. Cô đặt tên cho giống ha, cho dễ ha, là XML parser. XML parser. À, đầu vào ta sẽ là một input stream. Yes. Array list, ok. Rồi. À, thì tạo array list item bằng array list item. À, item. Okay, đầu tiên gắn nó bằng null. Tôi lấy chữ khởi tạo cho nó. Rồi try path nè. À, XML reader. Cái này là dùng cái parser factory. À, cái này phải để try catch. Không try catch nó lỗi. À, catch exception. À, các bạn hỏi là tại sao suốt ngày cứ để exception. Thực ra thế này. À, mỗi cái lỗi nó sẽ tương ứng với một cái exception khác nhau. Nhưng mà nếu các bạn mà không nhớ hoặc là cảm thấy các bạn có nhớ mất công thì để luôn cái exception, hiểu không ạ? Thì nó sẽ đúng với mọi cái error, mọi cái lỗi, đúng không ạ? Thì làm luôn cái exception. Ok. Cái này là XML reader. Đây, tôi sẽ return để tránh khỏi lỗi thì ta return cái item. À, tại vì anh này á, à, là item array list mà. À, tôi return item luôn, các bạn cũng đỡ quên đó. Các bạn đỡ quên. À, return.
XML và đâu có nhá, UI reader chứ quên, reader đâu rồi, XML reader đây cả rồi, cái này là XML reader sẽ gắn bằng đấy, import ở trên kia rồi kìa, là sạc Parser Factory, sạc Parser đấy, cái này nhớ được mệt lắm, Parser Factory. Ok, bỏ rồi ha, chấm New Eastern, New Eastern chấm New sạc Parser chấm Get XML Reader đâu ạ, chấm Get XML Reader đây, nó trả về XML Reader đúng không ạ. Rồi sau đấy các bạn mới dùng cái máy sạc header này nè, máy sạc header khi nãy tao vừa tạo á là anh này để tao đọc đúng không ạ. Máy sạc header để tao đọc, máy sạc header này, new máy sạc header, xong các bạn mới đọc dữ liệu này. Nhớ nè, khi các bạn parser thì các bạn đưa cái input source là cái luồng vào của ta là cái ES ha, đúng không ạ, tạo sạc header đúng không ạ, cái này là tạo sạc handle đúng không ạ, là máy sạc handle, sạc handle gắn bằng new máy sạc handle. Ok rồi, cái này ta tạo tiếp cái set content handle, XML handle, XML handle sạc handle chứ, sạc handle XML reader, XML reader chấm set content handle, cái đổi số ta sẽ đưa vào là sạc handle. Ok rồi, nó lỗi gì rồi, từ từ, XML reader rồi chấm cái gì ạ, chấm pass ta đưa cái new cái anh ấy cái input stream vào, input source, input stream rồi coi đứa nha, coi cannot be applied, khoan tại sao lại cannot be applied, khoan nha, set content handler. Ok, sạc header. Khoan. Anh bên kia có vấn đề gì nè? XML header, sạc header. Yes. Có cái này ta sẽ đọc dữ liệu vào item ha. Khoan đó nè, item sẽ gắn bằng chấm add ha. Chấm bằng cái item bằng luôn. Nó trả về array list luôn, sạc header chấm get item bằng sạc handle.get item. Đây. Cái get item này nè là bên này. Khi nãy cô nói các bạn á là tại sao chưa dùng cái này. Đúng không? Khoan, nó lỗi cái gì? Máy sạc handle item. Cái này không có lỗi. Extend. Tại sao? Từ từ. To come RSS để mua máy sạc handle, XML reader cannot be applied. Why? Rồi cô coi lại này, XML reader, khoan, XML reader tại sao lỗi trai kết khoản. XML header, cái này là XML reader, sạc XML reader đúng rồi.
factory. Đúng rồi mà ta. Input source. Ok. XML parser. Khoan. Có lỗi gì không? Kỳ ạ. Khoan. Cái này có lỗi gì sạc handle. New my sạc handle. New my sạc handle. À lỗi gì? À sao lỗi? Không lỗi được. Rồi từ từ quay lại. Chờ cô xíu. Cô open cái cũ ra xem cô. Tại sao cô viết bên này không lỗi mà viết bên kia lại lỗi. RSS demo. New window. Các bạn chờ xíu nha. Đang chưa check được lỗi. Nó bảo không apply được này. Không hiểu tại sao không apply được. Và đâu có lỗi gì mà không apply được ta. Thôi nghỉ giải lao 2 phút. Ôi gần hết giờ rồi các bạn. 1:30 rồi kêu. Đáng thiệt. Ngồi demo là hết giờ. Làm rồi đó. Làm lại mà hết giờ. 2 tiếng, 1:30. Các bạn làm thì cũng rất là mất thời gian. Cho nên thôi cố gắng. Bởi vậy em học lên lớp 1 các bạn về nhà phải học mấy lần. Ok. Tuần thể anh vẫn rất chăm chú nè. Chờ xíu cho nó mở hết nên nó khỏi lỗi. Nghe để nhớ với cô tí là em cũng quên hết. Lại từ bắt đầu. Chính xác. Tức là nghe để các bạn lúc mà giải thích còn biết nó là chỗ nào đúng không? Sau này các bạn mà coi lại các bạn cũng phải biết nó là cái gì. Máy sạc và sơ cô đây nè. Cái này cô có đăng clip đúng không cô? Có clip. Đây cái này cô không để static nè. À trong hướng dẫn static kia bản 10 chắc bỏ static rồi. Set container. Cái này thì bình thường. Cái này thì chạy ok. À sạc reader bình thường. Input source, input stream, input source, sạc header. Cái này thì không có lỗi. Vậy chúng ta xin lỗi ở đâu? Không có lỗi. Ha ha. Vậy nó mới bực ha. Đấy. Nhiều khi nó gặp lỗi ngang ngược không? Xem parser sạc factory. Thì chắc không khác là gì. Cái gì? Xem lại bên cái handler xem có gì sai không? Cái handle hả? Máy sạc handle hả? Cái mới. Biết rồi, cô có cái cũ trước xem cái mới nó có khác gì không? Nó không khác gì hết trơn á. Item nè. Get item nè. Public head không có gì nè. Sạc. Bình thường nè. Ip nè. Chắc là nó khác có xíu à, mà đâu phải đâu, cô nghĩ đâu phải lỗi do cái đấy đâu. Máy sạc handle này. Đây, có khi nào nó rơi vào cái này không? Cô nghĩ là chắc không phải cái này. Cái này nó sẽ không phải. Cái này nó sẽ không phải. Có liên quan gì đâu. Chả liên quan. If else if thôi. Bảo lỗi là cái máy sạc handle thì không thể nào mà nhét vào cái... Đúng rồi. Cái này này là nó sẽ không apply được vào cái này. Cái này nè, nó sẽ không apply được cái này. Không apply cái này và cái này sạc. Cái get content handler nó yêu cầu một cái kiểu dữ liệu handler gì đấy. Nhưng mà cái của cô nó không phải là dữ liệu đấy. Thì có một cái content handler thôi chứ. Đây là get content handler nè. Nó ra cái content handler nè. Nó trả về content handler nè. Mà cái sạc handler này nó không apply cái này. Cái hàm kia nó có yêu cầu ấy đâu cô. Get content handle. Ơi. Sao nó có yêu cầu tham số đâu. Hàm nào? Nó cứ get content handler. Nãy cô bấm lên cái nó suggest cho cô. Nó đâu có thêm tham số đâu. Nó phải có đâu. Có tham số chứ. Đó.
cái ngoặc nó bình thường nếu nó có thành tố. Không có tham số thì nó làm sao nó apply được cái thằng này. Cô thử xóa đấy không, cô cần chôn p xem nó có gợi ý tham số không. Thì để cái con chuột vào cái ngoặc xong rồi cần chôn p đó, không có Nhưng tham số mà mà cái này nó có tham số. không, xem bên kia xem nó có sai chữ cái nào không. Set handle nè. À, set content handle có thể sai chữ cái, chính xác, chính xác. À không phải, không sai. Copy nha. Ok, Ctrl C. Ctrl V có thể sai chữ cái á. Rồi. Rồi có sai sai sai. Chính xác, chính xác, có nhầm. Biết sai gì không? Sai chữ S. Đấy. Thank you. Đấy, ok. Rồi. Bởi gì? Đuôi mắt luôn. Cái này là set. Cái này là get. Trời ơi, tào lao. Đấy. Nhiều khi bị cái lỗi chính xác. Ông này ông có kỹ năng bắt lỗi được. Tốt. Good. Ok. Vậy là hiểu vấn đề. Tức là các bạn có kỹ năng bắt lỗi. Đúng không ạ? Đấy. Mình đấy cái cách từ nãy giờ các bạn làm á là cách để bắt lỗi, tức là mình nó lỗi mà mình tìm xem cái lỗi gì đấy, có kỹ năng bắt lỗi good đấy. Rồi xong nó return item này xong được chưa. Vậy bây giờ ta sẽ dùng cái này vào đâu, vào ông Mai ở syntax này các bạn này. Đấy. Ta đưa ES này vào để ta xử lý, ta lấy ok. Rồi cô vẫn quay lại cái này để các bạn theo dõi cái file hướng dẫn này cho dễ ha. Vào do in background nè, các bạn vào đây. À các bạn cũng tạo một cái relic để hướng anh này. Đúng không ạ? Tạo hợp relic để hướng anh này. Và tao tao dùng vùng lặp để tao lấy nó ra thôi. Đó, tạo một cái relic. À cô sẽ tạo relic ở trên này. Ta chưa tạo đúng không? Relic. À item. À đấy, item đấy, thì ở đây cô sẽ để là item bằng gắn bằng đó là ta có my sharp parser, chấm XML parser, ta truyền cái ES vào đúng không? Ok đấy. À, đây ép kiểu bằng thành Arraylist nhưng mà thực ra không cần ép kiểu, bởi vì sao? Bởi vì bản thân ông này đã trả về Arraylist rồi, người ta không cần ép kiểu nữa, trả về object các bạn mới cần ép kiểu. Còn trả về Arraylist thì biết chắc chắn nó trả về cái gì rồi, không cần ép kiểu nữa. Ok rồi bây giờ ta đọc nó ra thôi, ta lấy nó ra đúng không? Bây giờ lấy nó ra bằng cách nào? À tôi có anh này rồi. À bây giờ tôi muốn đổ nó lên đâu? Tôi có một danh sách rồi. Đấy, cần thì các bạn để cái này bằng new ở đây nè, nó khỏi lỗi ha. Đấy, item gắn bằng new và relic để tránh trường hợp mà lỡ gặp cái sự cố gì đó các bạn nó chưa được khởi tạo, nó tránh bị null. Rồi bây giờ các bạn nhé, bây giờ có rồi, bây giờ cô đổ lên list view, đổ lên list view thì có phải là tôi sẽ đổ vào đây đúng không? Đổ vào đây được chưa? Bây giờ nè, list view làm sao đổ, nếu các bạn đổ ngược ra đây là không được, cho nên phải bắt buộc các bạn phải truyền cái list view này vào đây. Đấy, truyền cái list view vào để bên kia nhận được cái list view, họ sẽ đổ vào. À nó sẽ đổ vào thì chỗ này cô sẽ để là cái list view, đấy list view ở chỗ này các bạn là tạo một cái list view để hứng đó, list view để hứng đó. Đấy, list view thì ở đây ta sẽ có là div chấm gì ạ, list view bằng list view đúng không, list view bằng list view. Cái list view này là biến class, còn list view này là biến cục bộ nè ha. Hai biến này đặt cùng tên nhưng nó khác nhau, hai biết
biến hoàn toàn khác nhau. Rồi bây giờ nè, cô đổ vào list view, cô sẽ đổ như sau. À, ta sẽ tạo một cái adapter. Các bạn tạo ngoài tạo trong gì cũng được. À, thôi cô để đổ cái chuỗi cho nhanh nha. Chết rồi, item. À, có một cách đổ này là học học hết thời gian hết giờ bà. Rồi vậy hết giờ rồi. Tạo một hàm cho nó return lại cái list view, xong rồi gắn cái list view với main activity vào cái hàm đấy là được. Cái gì em? À, không không. Em muốn return cái này ra cái list view hả? Vâng. Là sao? Có nghĩa là tạo cái hàm, xong rồi mình sẽ tạo một cái list view bên này, mình đổ ra cái list view bên này, xong mình return nó. Xong rồi bên kia thì mình chỉ cần gọi cái list view kia mình cho nó bằng, xong rồi gọi cái hàm đấy ra là được. Kiểu nào cũng được. Ok, từ từ đã, tôi đang không biết là em nói cái gì nữa, đúng hay sai nữa, từ từ đã, thì check sau đi nhá. Tức là em ý nói trả viết thêm một hàm nữa đúng không? Em return đúng không? Luôn. Đúng rồi. À, bên kia thì hàm đấy có return về return kiểu list view, xong rồi nhưng cho mà cái list... nó lỗi ạ. Sao tính được không? Lỗi ông thử đi. À, đúng rồi. Rồi về test đi, test thử đi. Rồi test thử đi. À, không có mapping. Không anh. À, cứ về test thử đi nha, tôi hướng dẫn cách này đó nè. À, cô sẽ tạo một cái string, nếu mà làm mà dễ thì cô sẽ tạo một cái string để tôi làm một release cho nó nhanh ha. String đấy, str. À, ok, cái string này cô sẽ bán là str gắn bằng new string. À, và cái này là list view chấm chấm size. À quên, à, item. Item bỏ chỗ list view đi cô. À nhầm, trời ơi, item chấm size. Lúc này cũng có tinh mắt thế ớt luôn. Rồi được chưa? Đấy, không, cô không đi ở đây, cô đi ở dưới, đi ở đây nó trật lấp. Rồi tôi đi ở dưới, cái này là tạm bờ thôi nha, chống chế. Còn các bạn lần sau các bạn làm ấy là các bạn phải tạo một cái array adapter, à một cái custom adapter để nó hiển thị đủ cái thông tin. Cái này tại vì hết thời gian rồi, cô sẽ tạo nhanh thôi. Cái này nè, đấy, string cô gắn bằng cái này được chưa? Ok, rồi bây giờ tôi sẽ for integer y gắn bằng không, y nhỏ hơn item chấm le chấm size, rồi y cộng cộng, ta có là str y, cô lấy cái title ra thôi nhá, gắn bằng cái item chấm get y chấm get link get title. Ok, tôi gắn ngược lại vào đây. Rồi bây giờ cái list view này, cái list view tôi làm đơn giản hơn các bạn nhá. Tức là cô sẽ có là gì ạ? Đây là array adapter. Phải cái list view xong rồi set adapter luôn. Set adapter xong rồi new thì đây là set viết tắt. Gắn bằng new array adapter. Rồi đưa vào cái này là phải context. À, tại sao cô phải chuyên context là vì vậy, tại vì cô phải dùng cái adapter, thấy chưa? Ta sẽ có là context. Đấy, context. Đấy, cái này các bạn phải chuyên vào cái context của nó nữa. Context C đi ha. Đấy, các bạn có là gì đấy ạ? Dit. Chấm context bằng C chưa? Đấy, bằng context nè. Rồi layout Android
android.rr.layout.cái symbolic item. Ok, rồi ta đưa cái str vào, đưa cái chuỗi vào đúng không, và ta có list view chấm set adapter. Đấy, adapter. Ok rồi, chạy nhá. Đây ở ngoài này các bạn chỉ cần truyền thêm cái context nữa thôi. Main activity chấm list. Ok, và tab sql ở ngoài các bạn chỉ có hai câu lệnh này thôi. Rồi từ nãy giờ tôi chưa run một miếng nào luôn nữa các bạn, chạy nhá. Giờ ngồi debug lỗi chứ. Không, không có lỗi đâu. Nếu có lỗi thì debug. Còn tình huống này là không lỗi đâu. Thì là bình thường khi em làm một tấm code xong em chạy thì kiểu gì cũng lỗi. Không, là ngồi bug không được. Thực ra là những cái lục code này á, code này là các bạn phải gõ hết rồi các bạn mới chạy được. Code này không thể nên gõ tí để chạy không chạy được. Tại vì cái này nó gọi cái kia, cái này gọi cái kia, nó gọi lung tung. Ok, chờ xíu, bởi vì là chạy bất chạy lần đầu nó hơi bị chậm. Cho nó tầm rồi, em xem em implement.